Kính thưa quý vị, Mugler trình diễn bộ mặt mới với bộ sưu tập của nhà thiết kế Donna Coma tại tuần lễ thời trang Paris, cũng tin từ Paris, Pháp Quốc. Nhãn hiệu thời trang lâu đời của Pháp Mugler vừa có một sự lột xác vào ngày thứ Bảy vừa qua với việc giám đốc sáng tạo của họ là David Coma ra mắt bộ sưu tập đầu tiên ở cương vị mới. Chàng trai 28 tuổi người Georgia làm nên tên tuổi trong làng thời trang với những bộ trang phục bó sát cơ thể. Với những thành công đó, David Coma đã được công ty thời trang Mugler lựa chọn để thực hiện quá trình mang lại luồng sinh khí mới cho nhãn hiệu này. Cũng giống như các bộ sưu tập của Dior và Issey Miyake, phần lớn các thiết kế xuân hè năm 2015 của Coma đều mang nền trắng kèm với những màu sắc đơn giản nhằm làm nổi bật các đường may tỉ mỉ. Bộ sưu tập vẫn được vẽ gợi cảm nhờ những dải kim loại quấn quanh những bộ trang phục được cắt xẻ để lộ ra bờ ngực và vòng eo của các người mẫu. Theo Coma, mục đích của anh là giúp cho những nữ khách hàng của thương hiệu khoe vóc dáng cuốn hút của mình. Song song với công việc hiện tại ở Mugler, David Coma vẫn đang tiếp tục phát triển nhãn hiệu thời trang riêng của mình với những màn giới thiệu tại tuần lễ thời trang London. Tuần lễ thời trang Paris sẽ tiếp tục đến hết thứ Tư với các tên tuổi lớn như Chanel, Louis Vuitton hay Hermès.